quá trời quá đất luôn. Thanh long vậy mà bỏ nè, nhìn đứt ruột đứt gan luôn vậy đó. Mấy cái này là bỏ nè, không có thèm mà hái, cho nên là cỏ rác nó quấn coi nè, đầy cây luôn nè. Đi ra ruộng rồi chuẩn bị đồ nghề. Đồ nghề của chị Bảy đâu? Đồ nghề ra chuẩn bị đi, biết biết làm gì không? Đi đi hái thanh long. Bây giờ ở trong quê 10 á, thanh long người ta rẻ quá đó, người ta bỏ lái nó mua có 3.000 đồng một ký à. Rất là rẻ mà phân thuốc á thì mắc. Cho nên nó người ta bỏ luôn, không có ai thèm hái hết trơn á. Người ta không có trồng mà phân thuốc á thì quá mắc đi. Cho nên mấy chị em bây giờ rủ nhau đi hái thanh long về để nấu siro thanh long uống rất là ngon luôn. Cho nên xúm nhau đi đường bờ ruộng nè. Nè, cả nhà thấy chưa? Lúa xanh đẹp dễ sợ chưa? Lúa đang trổ bông luôn nè, đó. Đó này, đang trổ bông. Cái này bây giờ người ta làm lúa ngắn hạn lắm. Cho nên nó khoảng chừng 3 tháng à, 3 tháng 100 ngày, nói chung là lúa này 100 ngày là thu hoạch á. Hôm bữa mười về á là đồng khô cỏ trái luôn. Mà bữa chị có nay á chỗ là mưa này chị. Bữa nay là lúa nó đẹp nhiều lắm. xong như vậy nè. Đây là hái nấu được ông bác nấu được nấu được đây. Ôi tiếc sướng ta đi có mẹ cổng nữa. Trời đất ơi đã kìa. Đây kìa. Nó đài quá nè. Đó, đây kìa. Quả chừng ngót bươu luôn em biết không? Ôi trời ơi, coi chừng lọt ruộng. Bác ơi. Thì cái đám thanh long. Đám thanh long nó đang ở đằng trước đó. Đó, đám thanh long trước đó. Rồi tới đám thanh long rồi nè. Trời ơi, đám thanh long trước mặt luôn rồi nè. Ôi, không biết ai hái bỏ luôn kìa. Nè, coi nè, cái trái nó bị gì luôn rồi nè. Nè, nó bị con gì ăn luôn nè, như vậy là bỏ luôn nè, thấy ghê chưa? Đó. Nè, không phải dây điện. Nè, cái này hái bỏ đây luôn nữa nè. Đó. Trời ơi, cái này ai hái bỏ luôn á coi nè. Cái cuốn nó cũ rồi nè, thấy chưa? Ai hái bỏ nè. Nè, thanh long người ta bỏ nè. Người ta bỏ cho nên nó không có phân thuốc đồ nhiều quá. Thật ra một cây nó rất là ít trái. Ủa, ai hái mà bỏ để trời hết. Đó, một cây nó lưu thưa nó chỉ có vài trái thôi. Chứ nó không có nhiều. Không, bỏ lâu rồi luôn á, cái cuốn nó cũ nhèm mà. Hay vậy ta, đúng. Kìa, cái cuốn nó cũ nhèm mà. Trời ơi, này có cá nè. Đấy. Cá nó ụt đó, thấy không? Dạ, đúng rồi. Đúng là quê không sợ đói gì nè. Thanh long đây nữa nè, nứt luôn rồi nè. Nè đây để em ăn thử coi. Đây nè, để 10 test thử trái thanh long này liền ha. Lột tới đây cái là lột ra ăn liền luôn. Nhìn nó ở bên nè, thấy không bà con, nhìn thấy không, ở bên ngoài á cái vỏ này nhìn thấy nó xấu xí đó mà nè, nhưng mà mình lột ra bên trong á nó rất là ngon, nó không có bị gì hết trơn á. Chị Thanh ăn thanh long không? Em hái cho ăn. Ăn. Nè, vậy nè chị lên đây nè, chị cầm trái này ăn đi, em đi hái. Ủa sao nó tới khui vậy? Đâu không, thấy chị cứ quay đi. Đây nè, nè chị Thanh ăn đi rồi cảm nhận coi. Rồi em đi hái cái khác. Nó ngọt ngay luôn đúng không? Ngọt lắm chị, thật sự à. Cái này á là nó chín chưa bằng á. Nó chín mấy nước luôn á. Nó chín mấy nước rồi, nó mỏng dính cái vỏ à. Nè, Tít có ăn thanh long không? Lên má 10 hái cho ăn nè. Tít. Tít. Đây. Đây nè, đó, để giờ 10 thử à. Ngọt lắm. Trời ơi, nó ngọt ngất ngay luôn, nó đã quá rồi, đã luôn. Thanh long mà ăn tại vườn luôn coi nó đã. Ở bên kia kìa. Ủa? Ủa? Đi đây. Trời ơi, ngọt lắm. Nhi hái ăn không chị? Nhi. Dạ. Em đi vô góc này có thanh long chín hái ăn tại cây luôn, ngọt lắm. Rồi con đứng. Ủa gì xem đi từ bên đâu hả? Ủa nhà em ở đó hả? À. Ủa ủa dân nó tao quá vậy rồi có lên không? Rồi lên. Đi đi cái này mẹ lột
Rồi ra lột ra ăn là ngọt á, trăm mực. Trời ơi nó ngọt quá trời luôn. Tao mới làm trái kìa. Trời, mày mang dài nữa hả? Đi chứ ngủ được, thỉnh má. Rồi đứng đây. Làm được cái ổn chứ ngọt hả? Con hết cái làm luôn. Nè vô cái coi. Bữa giờ dở này dục quá rồi hả? Ngọt lắm á, đẹp. Đẹp. Cũng vậy. Đúng đã. Mẹ này lụm đâu ra đôi ủng ăn đó. Đi nha. Ê, cho ai... ké với coi. Ê, ai hái thanh long bỏ đằng gốc kia quá trời luôn á. Nó mà nó cứ cuốn cũ rồi. Chắc hái đâu mấy ngày đó. Chắc ngày hôm qua ngang vào nó ai xin mấy bao đó. Chắc cắt rồi. Vì mấy bao chắc là lụm đồ ngon lụm hết rồi. Giả bỏ. Một lát mình lụm về mình nấu siro ngon lành luôn. Lột quá rồi ăn ơi. Nó ngon hết. Thôi ăn rồi nó ăn hết ỉa luôn. Bây giờ tao tàn trái đâu. Đi vô đây nè chị. Ừ. Ngọt đã luôn không? Ừ. Ai mà bắt chị cầm cho mình ăn vậy thôi. Ừ. Ê, để em đi hái cho chị bảy trái rồi. Nè, cái này nè. Đây nè, đây nè. Ngon nhất luôn đó. Đây nè, cái này nè. Ăn thanh long nhà vườn là phải dày. Lột ra vậy là rồi đứng bóc ăn tại chỗ đó luôn. Không? Đó chị trái đây. Thôi. Chị trái chị lột chị ăn. Chị có trải nghiệm bao giờ chưa? Chưa. Đó, trải nghiệm đi. Ta chợ lừa không được cái tư nghiệm trải nghiệm ăn tại vườn. Đó, trải nghiệm. Ngon ngon. Kìa, trải nghiệm. Biết ăn không? Mấy trái này ngon lắm. Bỏ đó vào làm sorry. Trải nghiệm, trải nghiệm. Siro. À, siro. 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 Chị gì quên rồi, chị Châu. Chị Châu với chị Trang cơ mà bảy bả đang đứng ở vườn thanh long bả lột bả ăn rồi coi thấy mê chưa? Trời ơi vui lắm chị Châu ơi. Đó mỗi người lột một trái ăn rồi đã chưa? Ăn xong lát cho người ăn bao đem về nữa. Đó nè. Đứng giữa cánh đồng. Cái mình mong cái nữa. Chị này chị chủ vườn thanh long nè, chị nói cứ lột ăn đi. Khuyến mãi người ăn bao đem về. Khuyến mãi một bao đem về tại vì thanh long rẻ lắm. Cho nên không ai mua hết trơn á, bây giờ chị coi nè mênh mông đây nè. Đó, chị này chị chủ vườn. Con gái đi ra hái ai ngờ đâu ông tía ổng cao cơ hơn nữa. Ổng đi ra ổng hái sẵn ổng chất cho một xe rùa rồi thêm hai bao nữa. Trời ơi khủng hoảng luôn rồi. Rồi còn hái thêm hai trái khóm nữa hả? Ôi đã coi kìa. Ừ, nè. Đây nè, một đống thanh long luôn, nguyên một xe rùa luôn. Đó, cái này là thanh long này là tía ổng hái về là để cho cá ăn nè. Trời đó coi thanh long cá ăn nè. Đó. Còn 10 á, 10 hái về nấu siro thì lựa cho nó đẹp đẹp một chút. Vậy giờ mời làm siro rau đi, nãy giờ Thiên Thanh đòi á. Thiên Kinh Thanh đòi hả? Thiên Thanh nói làm siro rau đi. Đó, trời ơi, con tía đẩy về kìa. Bà xuống. Thanh ơi. Cái này thì nhìn nó không có đẹp. Nhưng mà nó chín dữ. Nó chín, nó mùi dữ lắm rồi, nó rụt rồi cho nên nó rất là ngọt. Thành ra đi hái mấy cái này về nấu siro á. Nó ngon dữ lắm. Nè, hái mấy cái trái như vậy nè. Nè ở giờ sau đâu có ai bước qua kia được. Nó hái mấy trái này nè. Rồi làm sao lội qua kia? Mấy cái luống ở trong á. Nè, cái luống này nè. Ai mà bước được qua cái đường này nè. Nè, có miếng cây nè. Giờ làm sao bước? Nè, có miếng cây nè, bước đây nè. Ồ, chị thì phải. Bên này nó chín quá trời nè. Đó. Đây là cái trái thanh long người ta bỏ nè, quý vị ơi, quý vị xem coi trái thanh long nè. Dài. Cái chân ngắn mà còn lôi thêm cái rổ nữa mà. Trời ơi, nó mấy trái vậy mới đã đó ha. Xước đại. Xước đại đi chứ hơi đâu lựa. Mai ta lên ta cũng làm mớ coi. Xước đại luôn coi nè, đó, nó vậy đó. Trời ơi, hái thanh long mà coi nó bức à. Bức không thương tiếc luôn, ỷ chủ. Này là lúc mới á, Phan Thiết á, 60 ngàn tí. Ờ, ỷ chủ vườn rồi muốn làm gì làm mà coi bả rồi, bả bức à. Lựa trái cho đẹp cho xứng đáng nha, mới hái nha. Nè, trái này đẹp nè. Đó. Còn dùng nó chị cái vỏ như vậy mới ngon. Chị tha đúng rồi, này ngon dữ lắm, nó ngọt. À, ông tía á. Ổng hái về cho cá ăn á cho nên ổng bức đại à, ổng không có lựa như mình, còn mình lựa. Nè, bức đại vậy đi. Đây chụp nè chị Thanh. Chụp nè. Chụp là người Thanh đi Thanh chụp. Đây em chụp bột ha. Bác.
ba. Rồi đây cái nữa nè, chị phải bỏ trái kia xuống. Được mà. 1, 2, 3. Đó, đã chưa? Thôi để gỗ thì nó đầy rồi. Đầy rồi hả? Đầy để dồn một rổ đi rồi mình đi hái tiếp. Hả? Chắc vậy. Dồn một rổ rồi khiêng vô đi rồi mình lấy cái rổ không mình đi hái nữa. Nó còn nhiều dữ lắm. Ở dưới quê á, củi lửa nhiều quá. Cho nên mình hái về mình nấu cho nó. Ôi, coi cái tái. Ừ. Cho nó củi lửa. Đó, đã chưa? Đó. Nè chị Thanh chụp nữa nè. Đây, chị Bảy đưa đây. Đây. Chị nữa nè. Nè, Thải nè, chụp. Ú, đã chưa? Người ta đi hái dâu còn mình đi hái. Hái thanh long. Mình đi hái thanh long. Gái Đà Lạt đi hái thanh long. Gái Đà Lạt đi hái thanh long. Gái Long An thấy thanh long nó ngán rồi. Còn gái Đà Lạt có đi hái dâu riết ngán rồi. Giờ đi về Long An hái thanh long. Hái thanh long. Chị Bảy vào trong cái lùm này có mấy trái bự lắm nè chị Bảy. Nè. Trong lùm nè, trong lùm này nè. Trong lùm nè nó giấu trong đây nè chị Bảy mấy trái bự bự nè, thấy không? Thấy rồi, thấy rồi. Đó. Chị qua mấy lùm đây. Đây, thanh long đã chưa? Cô gái bán thanh long nè. Đi 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 thẳng luôn chứ đi đâu vô đây vậy? Đó. Hả? Đi về nhà đi đừng tắt về nhà cho nó gần. Đi đừng tắt về nhà. Đi đừng tắt về nhà cho nó gần. Chết rồi, sụi rồi. Đó, đi vô. Đội luôn, đội sao lát gãy cổ hết rồi. Ôi, còn bội trong kia nữa mà. Chị Bảy ơi, lên. Lên đây hái nè, coi nó nứt luôn nè, nó nứt tè le tét lét. Nè. Rồi. Ừ. Nứt luôn, nè, chị Thanh chụp nè. 1, 2, 3. Đó, đã chưa? Nông dân chính hiệu chứ gì chị. Chân còn phèn không, bởi vì phải mang cổn à. Ừ, ai lấy, ai bỏ đây vậy? Thì đó, hái đó đó. Ê, khiên vô đi rồi ra hái tiếp. Đẹp, mình tao bưng không nổi đâu. Con cái này ở đất, cái rổ này ở đất thì như đo, như euro em. Hả vâng? Cái này ở đất thì khoảng bao nhiêu euro? Dạ, rổ này căng à. Trời ơi, trời ơi, rớt. Rớt. Lụm lên. Đây, chắc đây, chắc đây. Hả? Kìa, chắc qua chị Bảy ôm phụ kìa. Chị Bảy ôm đi. Rồi mình vô mình đổ trong bao đi rồi mình đi ra mình hái tiếp kệ đi, cái này là bữa nay có bà chủ vườn mà mình hái miễn phí mà thì mình cứ việc mình hái đi đó. Trời ơi mệt quá rồi trời ơi khiêng đi mà tao nói cứ dòm dòm thanh long không à đó. Qua mấy cái luống bên kia chưa hái luống bên kia quá trời trời ơi đây nè nè chị Thanh quay mấy cái luống bên hông đó kìa. Cực khổ lắm chứ bộ sình bùng không nè. Bây giờ đó bây giờ làm việc là biết đón nhân nông dân đó rồi rồi em đi vô đường nào đây. Trời ơi chết rồi, đi đại đi chứ sình không đây nè. Rồi giờ tới đi qua đây nè, trời ơi không có cái gì vịnh nè. Cái gai cầm mà mày cầm xé xé nè. Vâng vâng rồi vâng tệ cái tay anh vâng bước qua đó. Hai chị em té đều hết thì bảy vịnh em. 1, 2, 3 nó trông ngẩn thông minh. Quá trời thông minh luôn. Chết cha. Trời ơi quá trời thông minh luôn. Cái lạ té một chỗ. Nó thông minh nè coi nè. Trời ơi coi sình bùng không nè. Ối trời ơi. Thành quả lao động của mấy chị em từ hồi nãy giờ là đi đi một vòng mệt quá trời mệt luôn, giờ hái được 3 bội rồi đó. Bây giờ đổ ra một đống đây lấy cái bao. Chị Thanh đưa em cái bao đi. Rồi bỏ vô bao rồi mới chất lên xe chở về nhà rồi mới nấu siro được. Chứ mà cái sọt này mà bưng là chết luôn á. Đây nè, lụm bỏ vô. Đó, rồi lụm bỏ vô. Vô. Đây. Lụm này chắc phải này không biết bao này đủ không nữa đây nè. Đẹp luôn. Nè vô lụm phụ quá đẹp. Đây.
ghê không? Rồi đi vô lượm củ bỏ vô đi cho nó mà làm lần như đây thanh bởi vậy, làm lần như đó đó. Quá trời trái cũng lửa. Mình vặn cái đầu nó bị ấy uổng em hả? Nó bị tróc mà. Kệ đi, về nấu liền mà. Rồi cầm hai cái bội đi về rồi. Thanh nó chở gì hả Thảo? Nhắc lên coi, chở lên. Đó, bao sợ không đủ nữa nè. Không đủ rồi hả? Đó, phải là hai bao. Bà chủ vườn mới nói cứ hái ăn xong đi rồi bà cho ngượn bao, mà giờ hái mới được có 1 bao à. Mệt nó chết rồi. Không còn sức để mà hái nữa. Rồi, nhiều vô rổ đi. Rổ chắc không hết rồi. Hả? Chắc là hai rổ. Không hết à? Chị giờ phải điện xe ba gác ra chở về à? Tải hả? Em kêu con vô chở về hả? Giờ điện kêu xe tải ra chở về. Trời ơi, con cái trái thanh long nè. Chú vườn cho, không phải chú vườn à, kêu xe tải nhà vô chở về cho tại như tại nhà luôn mới được. Bởi vậy. Đó, thanh long mà vậy đó. Tại vì hái nấu siro á, lựa mấy cái trái nó nhỏ nhỏ, nó chín đỏ, nó chín rục luôn rồi để cho nó ngọt. Còn cái thanh long mà ăn á, là một lát đi lại kiếm mé trong này nè cho nó đẹp. Rồi thanh long ăn với lại đem đi thành phố tặng. Còn cái này là thêm cái giọt đó nữa kìa. Cái cỏ đây là cỏ gì vậy? Cỏ gì có giao diệu, giao diệu. Giao diệu hả? Ăn được không? Không, cái này không phải giao diệu đâu chị. Rồi bây giờ chắc đi về nhà. Mưa tới nữa rồi kìa, tới công chuyện luôn. Sau khi là càng quét cái thanh long kia xong rồi, bây giờ chủ vườn á là dẫn đi qua cái clip này nữa. Đúng hái rồi. Hái mấy cái này để ngon ngon để đem về thành phố tặng nè. Tại vì mấy cái trụ này á, hái dục trái bớt có một trụ để 4-5 trái thôi. Cho nên cái trái nó rất là to. Còn mấy trái kia nó nhỏ nhỏ không à. Này đem về thành phố tặng nè. Ờ, da cám. Trái này cũng ngon đó chị Bảy. Đó, ừ, cắt trái đó đi. Đó. Thanh long vậy mà có 3.000 đồng ký à. Trời ơi, coi cái trái này. Nè, chưa gì hết mới có mấy trái thôi là thấy một rổ rồi đó. Mới đi có. Mới ra cắt có mấy nhát thôi là đầy một sọt nữa rồi kìa. Cái trái này cũng ngon rồi. Ừ. Rồi mình bưng vô mình đổ trọng đi rồi đi ra cắt tiếp. Quá trời thấy mê luôn bà con ơi. Đó coi nè. Quá rồi. Trời chất lượng luôn. Thấy đi vô. Vô rồi ra cắt tiếp. Rồi vậy. Nè, coi cái con. Ờ chị đem vô đi rồi chị xách cái vỏ ra nha. Coi cái con gì nó ăn tan nát cái thanh long luôn. Người lao động đi hái thanh long về rồi cắt ra rồi ép. Lấy nước cốt thanh long đó giờ người đang nấu đó. Nguyên một nồi luôn. Đây là nấu một bao thanh long luôn đó. Và đang nấu với đường phèn. Dẫn vô giờ đang nấu cho nó sôi lên. Dạ em lên liền. Rồi. Còn đây là bà con đi hái thanh long xong giờ đói bụng ráo rồi, đói bụng hết rồi, ăn lẩu cua đồng, lẩu riêu cua đồng mà nấu với vịt xiêm nha, ngon dữ lắm luôn. Bà con đi hái thanh long về rồi làm cực khổ mệt quá rồi. Đó. Mệt hết rồi. Giờ ngồi dọn xuống đây ăn đó. Coi cái trái thanh long nè ông nội mẹ ơi, nó bự. Đẹp tuyệt vời không? Quá trời đẹp luôn. Trời ơi thấy mê chưa? Đó. Anh hàng xóm tốt bụng nè. Điện em chảy 1 tiếng đồng hồ nữa em đi mất tiêu rồi. Đang chuẩn bị đi Sài Gòn. Trời ơi đã quá để. Trời đã luôn, không vân không thuốc luôn rồi. Thanh long mùa này giá nhiêu ký anh? 3.000. Trời đất ơi, 3.000 đồng ký. 3.000, 5.000. Ông nội mẹ ơi, mà một trái thanh long là cả nửa ký mà tưởng tượng đi, mà hai trái thanh long có 3.000 đồng bạc rồi, thì ai đâu mà chăm sóc mà xuất khẩu không được mà. Xuất khẩu không được. Ồ ôi, mua tại nhà vườn có 3.000 đồng ký, bởi nhà vườn bỏ luôn, đâu có thèm chăm sóc đâu, không phân không thuốc luôn. Phân thuốc vô nữa là lỗ.
chứ nếu mà phân thuốc vô nữa là một cây nó nhiều trái lắm. Vốn hết 10.000 ký rồi đó mà bây giờ bán 3.000. Cho nên không thèm bán luôn. Thèm bán luôn. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Ở Sài Gòn mà kiếm đâu mà ra được mấy cái hàng này mà ăn. Không phân không thuốc. Đó, bỏ luôn á, thành ra nó cái này nó chín, nó le que nó không có nhiều, chứ nếu mà chăm bị sóc luôn là một bỏ bớt bị gì, lấy một trụ có một hai trái bỏ ra. Dạ. Trái nào đấy nó mập nè. Phân á. Chứ nếu mà có giá thì một trụ phải cả chục trái hả? Một trụ mấy chục trái á. Trời ơi. Một trụ là 5-30 trái. Còn giờ để ăn trụ vài trái thôi. Trái là nửa ký ha. Nửa ký thôi. Ở bên em một trái thanh long á là giá khoảng 170.000 đồng mà khoảng chừng 300 gram thôi. Đó. Bây giờ ở đây vậy là chịu nổi không? Trời ơi, đau lòng luôn á, thiệt tình luôn á. À, còn ở trong lùm kìa. Còn ở trong lùm nữa kìa. Giờ cho, cắt cho anh em. Cắt cho anh em đồng bọn ăn. Không thèm bán luôn. 3.000 bán gì, hai trái thanh long mà vậy mà có 3.000 đồng bạc à, hỏi coi chịu nổi. Bỏ gà luôn. Con gà nó ăn luôn rồi, nó mổ kìa. Trời ơi, trùm này ba trái nó dứt cái đó nè, mổ. Ừ, cái này chim chứ. Chim. Chim. Ngọt lắm, nó ăn bởi có chim ăn nó ngọt. Trời ơi, coi nó mổ quá kìa. Trời. Anh hàng xóm tốt bụng rồi, hồi nãy giờ cắt cho nè. Ừ. Cắt cho nguyên một thao này để mười mang lên Sài Gòn. Coi cái trái thanh long nè cả nhà. Một trái vậy anh nói là từ nửa ký tới 600 gram á. Trời ơi. Hai trái như vậy mà chỉ có 3.000 đồng thôi thì biểu sao mà bán. Bởi không bán luôn, để cho là đúng rồi. Thanh long đi bà con ơi, thanh long đi 3.000 đồng ký à bà con ơi. Mại vô. Anh hàng xóm tốt bụng cắt cho 10 bao nhiêu đây thanh long nè. Ừ, chắc cậu 20kg luôn á. Dễ sợ chưa. Thanh long ngon quá trời quá đất ngon luôn. Nguyên một mâm luôn. Bưng hổng nổi luôn. Rồi anh hàng xóm chở vô nhà giùm luôn. Chút nữa 10 sẽ đem đi lên Sài Gòn. Tặng cho bà con hàng xóm. Chắc tặng cho nguyên khu phố luôn quá. Cho nhà người hai trái chắc phát nguyên từ đầu hẻm tới cuối hẻm luôn. Ồ đất ơi. Thiệt tình luôn. Thanh long mà rẻ quá, nhìn thấy đứt ruột luôn vậy. Rồi bây giờ mười xin chào cả nhà nha. Bây giờ 10 giờ chuẩn bị soạn đồ soạn đạc để đi. Bye bye.